Thực đơn hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món sườn ram, sườn cộng, sẽ ướp ram và nấu canh dưa cải nhà làm. Chúng ta sẽ ướp sườn với cách đơn giản nhưng mà ngon lắm các bạn. Sẽ nấu dưa cải với hành ngòi gai, ăn rất là ngon trong những ngày nóng như thế này. Sẽ có nồi sườn ram và canh dưa cải thì ăn rất ngon. Mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món canh dưa cải nhà làm. Ở đây mình sẽ có 1 kg lô sườn cộng. Mình sẽ đem đi sơ chế rửa sạch. Và sau khi rửa sạch mình sẽ chặt từng miếng vừa ăn. Còn đây là dưa cải nhà làm. Mình sẽ lấy 1 cây đem ra và mình sẽ cắt để nấu canh. Những bẹ ngoài thì mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn để nấu canh. Còn lõi bên trong thì mình sẽ chấm sườn ram. Sườn sau khi rửa thật sạch bằng muối thì mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn. Mình sẽ chừa 1 ít để nấu canh. Và còn 1 bên thì mình sẽ ram. Sẽ có 1 ít tỏi băm. Giờ thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn cách ướp sườn. Cách ướp cũng đơn giản lắm, nhưng mà rất ngon. Đầu tiên thì mình sẽ cho 1 ít tỏi băm vào. Sau đó là 1 muỗng canh nước mắm. Kế đến là 1 muỗng canh nước tương. Một muỗng canh tương ớt. Một muỗng nhỏ tiêu xay. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Hai muỗng cà phê đường. Một muỗng nhỏ bột ngọt. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên, cho thấm gia vị, rồi mình sẽ để từ 30 phút đến 1 tiếng cho gia vị thấm các bạn nhé. Mình sẽ bắt lên 1 cái nồi. Sẽ cho vào 1 muỗng canh mỡ nước. Mỡ nóng mình sẽ cho 1 ít tỏi vào. Tỏi băm để phi vàng thơm. Khi tỏi vàng mình sẽ cho phần sườn mình chừa nấu canh vào. Phần nấu canh này thì mình chừa phần đầu sườn có sụn nấu canh cho ngon.
Sau khi xào sườn cho săn thì mình sẽ cho vào nửa muỗng canh nước mắm. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Mình sẽ xào lên cho sườn thấm gia vị. Rồi mình sẽ cho dưa cải vào. Mình sẽ xào lên cho dưa cải thấm với sườn. Sau đó mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê đường. Mình sẽ tiếp tục xào cho dưa cải thật thấm. Rồi mình sẽ cho vào một tô nước. Mình sẽ cho thêm một chén nước nữa để trừ hao. Khi dưa cải và sườn mềm thì nước sẽ rút xuống. Mình sẽ tiếp tục nấu sôi cho sườn thật mềm. Còn đây là hành lá và ngòi gai. Mình sẽ cắt nhỏ để một lúc nữa mình cho vào canh. Khi sườn và dưa bắt đầu mềm, thì mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ muối hạt. Một muỗng nhỏ bột ngọt. Như vậy là canh đã chín mềm, dưa và sườn mềm thì mình cho hành ngòi gai và ớt cắt lát vào.
Như vậy là nồi canh dưa cải đã xong rồi đó các bạn. Mình sẽ bắt xuống dưa cải nấu với sườn. Sườn sụn rất là ngon đó các bạn. Rất là vừa vị. Ăn rất ngon trong những ngày nóng như thế này. Mình sẽ bắt lên một cái nồi. Sẽ cho vào một muỗng canh mở nước. Cho tỏi băm vào, phi vàng thơm. Khi tỏi vàng thì mình sẽ cho thịt sườn mình đã ướp lúc nãy vào. Sẽ xào lên cho sườn săn lại. Mình sẽ cho khoảng nửa chén nước lọc để tráng nồi ướp cho vào luôn. Sẽ cho thêm vào thịt một muỗng canh nước màu đường. Mình sẽ nấu cho sôi từ từ cho đến khi sườn mềm. Sườn bắt đầu mềm thì mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ muối hạt. Sườn đã mềm và nước sườn rút cạn sệt nước thì mình sẽ cho củ hành cắt múi cao và gốc hành lá mình đã cắt sẵn vào để cho thịt được thơm.
Nồi thịt đã chín, mình sẽ bắt xuống. Nồi sườn rất là ngon đó các bạn, mình bắt xuống vẫn còn sôi. Thịt rất thấm gia vị và ngon lắm. Món này thì mình sẽ dọn cơm ra, ăn với canh sườn nấu dưa cải và dưa cải cắt khúc để chấm sườn ram với nước mắm ớt rất là ngon. Mình mời các bạn dùng cơm với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Mình chào tạm biệt các bạn.